Xin chào các anh em, chào mừng các anh em quay lại với kênh của mình nha các bạn. Thì hôm nay mình có một cái video mình làm buổi tối. Thì tại vì lúc trước mình có một cái video mình nói về cái chiếc AB của một cái người bạn của mình, AB năm 2020 các bạn. Thì trên mặt đồng hồ cái mới của AB 2020 thì nó có cái dãy đầu tiên ngay trên nóc, ngay trên đỉnh cái đồng hồ nó chạy á. Thì lúc đó mình cũng review không kỹ rồi, cũng có nhiều anh em, tại vì cái này cũng mới, cũng có nhiều anh em không biết rồi nói đó là cái dạy tour này kia. Thì hôm nay mình mượn lại được chiếc xe của bạn nói thì mình sẽ nói kỹ hơn về cái thông số này trên cái mặt đồng hồ AB mới 2020 cho bạn coi nha. Để cho các anh em biết luôn, mà ai mà các bạn mà chắc có xe thì các bạn biết rồi, nhưng có nhiều anh em chưa biết hoặc là có ý định muốn xe thì mình làm cho các bạn coi nha. Đây này các bạn, ở cái mặt đồng hồ mới của AB á, các bạn nhìn thấy ở phía trên cùng nó có một cái chữ là fuel cons. Thì cái chữ này là viết tắt của cái gì ha? Chữ này là viết tắt của chữ fuel consumption, tiếng Anh á, tức là mức tiêu thụ nhiên liệu nha các bạn. Đó, thì các bạn thấy ở đây nó có cái đơn vị tính là km trên lít này, tức là số km chạy được trên 1 lít nha các bạn. Thì ở đây ở dưới nó có các vạch như là 0 nè, 20, 40, 60 và 80. Nhưng mà mình chạy á thì cái mức đây là mức cái tiêu hao nhiên liệu mà cái lúc mà chúng ta chạy xe nha các bạn, thì nó sẽ chạy trên cái dãy này. Đó. Rồi bữa đó thì mình cũng có test thử chạy thực tế ngoài đường để mình nhìn kỹ đồng hồ này hơn các bạn, tại vì hôm bữa mình test drive con này thì mình lại chạy vào ban ngày, nó hiển thị không rõ. Thì hôm đó mình chạy buổi tối mình thấy thì lúc nãy mình có nói thì mình cảm nhận của mình là cái dãy chỉ số báo cái mức tiêu hao nhiên liệu thời gian thực của chiếc Honda AB 2020 này thực tế nó không cần thiết. Tại vì sao? Tại vì đối với đường phố Sài Gòn các bạn, mà chúng ta chạy tăng ga giảm ga liên tục, lừng đỏ đổ đèn đỏ liên tục, kẹt xe này kia, thì cái mức báo nó sẽ có độ trễ, tại vì nó sẽ phải cái dãy thông số nó phải chạy theo cái mức độ tăng giảm ga của mình, của người sử dụng mà các bạn ha. Thì đặc biệt đối với AB lại là một cái dòng xe mà gọi là tay ga dành cho đô thị nữa ha. Nó cái dãy báo này mình nghĩ nó chỉ cần thiết hoặc là nó hữu dụng khi mà chúng ta chạy ở một cái mức tốc độ nhất định trong một thời gian dài á, thì nó sẽ báo cho chúng ta chính xác cái mức tiêu hao nhiên liệu trên 1 lít là bao nhiêu. Còn nó thật là mình chạy mà ví dụ như anh em nào mà tò mò quan tâm nhìn xuống để xem nó hiển thị như nào, rồi vừa chạy vừa nhìn lên vừa nhìn xuống, nó sẽ gây sao lãng tâm trí của người lái mà có thể gây cả tai nạn. Đó là quan điểm cá nhân của mình là vậy nha các bạn. Đó, thì mình nghĩ ở đây thực tế không biết các anh em cảm nhận sao, nhưng mà mình thực sự là nghĩ là cái tính năng này nó không thực sự cần thiết lắm đối với chiếc AB này nha các bạn nha. Với lại một cái điểm quan trọng đó, đây mình thấy nó họ đề tới 80 này bạn, thì giống kiểu là 80 km/1 lít nha. Thì mình thực sự không hiểu là có ai đó chạy được xe mấy tay ga này mà mức tiêu thụ đâu đó 80 km/1 lít nha bạn. Thường 40-50 là thấy ngon lắm rồi ha, dòng xe 150 như vậy đó. Với lại ở đây thì mình nghĩ là họ có thể thay bằng cái này, bằng cái giải báo bằng tua máy đi. Đó thì giống như NVS đi thì mình nghĩ nó hợp lý hơn. Mặc dù nó thiệt ra là cái mấy cái dòng xe tay ga thì cái giải vòng tua máy nó cũng không có ý nghĩa nhiều các bạn, tại vì chúng ta không có canh vòng tua chúng ta vào số ha, nhưng mà ít ra nó cũng báo được cái thông số sực của cái xe. Ví dụ như là nhiều trường hợp mà cái xe mà nó có vấn đề gì đó thì các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta đề nổ hồi sáng đi thì thấy cái vòng tua nó lên cao quá thì chúng ta biết là ở cục máy nó đang có vấn đề gì đó ha, hoặc là vòng tua nó không ổn định thì mình nhìn thấy được ha. Rồi một vài chia sẻ đến các anh em như vậy.